hoạt động trong ngành nhân sự, không ai là không biết câu chuyện về chị, về hình ảnh một người phụ nữ đầy nghị lực đứng giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Khi sự nghiệp đang trong giai đoạn phát triển, bất ngờ chị mắc chứng bệnh hiếm lupus SLE. Sức khỏe dần suy kiệt, chị cùng gia đình được thông báo chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Nhưng dù phải chịu biết bao đau đớn, thời điểm đó chưa một lần chị cảm thấy bi quan chán nản. Rụng tóc, chị đổi tóc giả đi làm. Mặt sưng phù, chị vẫn giữ nụ cười trên môi để làm việc, thuyết trình, thậm chí trả lời phỏng vấn trên truyền hình. Bằng một tinh thần lạc quan hiếm có và nghị lực phi thường như thế, chị đã chiến thắng căn bệnh hiếm sau hơn 8 năm ròng rã đấu tranh, vừa điều trị, vừa làm việc, vừa học hỏi. Để ngày hôm nay, mỗi khi nhắc đến, ai cũng phải thầm thán phục chị Nguyễn Phương Mai, giám đốc điều hành Navigo Search. Cái lằn ranh giữa sống và chết đó, nó đã giúp cho tôi thay đổi hoàn toàn cái nhân sinh quan của mình và cái cách sống của mình. Từ ngày đó trở đi thì đối với tôi, mỗi một ngày nó là một những khoảnh khắc vô cùng là quý giá. Buổi sáng khi mở mắt thức dậy, tôi luôn cảm thấy là cảm ơn đời vì đã cho tôi thêm một ngày nữa để sống, để yêu thương. Và trong ngày thì bất cứ những điều gì tôi có thể làm được cho gia đình mình, cho người thân mình, cho bạn bè, cho đồng nghiệp, cho doanh nghiệp mà mình đang làm việc thì tôi sẽ cố gắng hết mình, bởi vì tôi không muốn rằng là sẽ có một lúc tôi lại cảm thấy ân hận, cảm thấy hối tiếc vì tôi chưa kịp làm điều mà tôi muốn. Và tôi luôn luôn coi như mỗi một ngày đó chính là một ngày cuối cùng cuộc sống của tôi. Chúng ta còn trẻ thì chúng ta cứ cháy hết mình, đi hết mình với cái đam mê của mình. Tuy nhiên, cái việc là các bạn không tự lượng sức mình và không có một cái nhìn thực tế về cái công việc của mình và chúng ta làm việc thiếu bài bản thì tôi lại không ủng hộ. Gia đình, công việc và chính bản thân mình, nó thực sự nó là một cái tam giác kết nối với nhau. Và không có một ai có thể tự hào cho rằng là mình thành công nếu gia đình mình không hạnh phúc và nếu bản thân mình không có sức khỏe để mình tiếp tục đóng góp cũng như là hưởng thụ cái sự thành công đó. Và khi nằm trên giường bệnh thì có thể là bạn cũng sẽ hối hận giống như tôi, là giá như ta không bỏ hết tất cả để ta dừng lại một chút, lo cho bản thân mình, lo cho sức khỏe của mình, thì ta đã đi được đường dài hơn và biết đâu đó ta sẽ đạt được nhiều thành công hơn nữa. Thực ra mình phải có một cái lời thú nhận rất là thành thật như thế này. Mình là người khá là lười vận động. Chỉ đến khi mà mình hiểu ra cái yếu điểm của mình thì mình mới tìm đến một cái cứu cánh khác. Đó là mình nhờ một bạn huấn luyện viên cá nhân để bạn ấy thực sự là phải khép mình vào kỷ luật. Đến giờ tập, mình né, mình trốn, mình không tập thì bạn ấy kêu điện thoại bắt mình phải đi tập. Cho nên đối với tôi thì tôi thấy rằng là động lực để mà mình tập luyện á, cái đầu tiên hết là mình có biết quý trọng sức khỏe của mình không? Và cái thứ hai nữa là mình có biết được những cái điểm yếu của mình cả về mặt tâm lý lẫn thể chất để mình chọn cho mình một phương pháp luyện tập cho đúng hay không? Và chỉ khi nào mà mình gọi là gãy đúng chỗ ngứa ấy, và tìm được cái bí quyết là làm thế nào để cho cái giờ tập nó không còn là một cái giờ cực hình đối với mình nữa, thì lúc đó chắc chắn là bạn sẽ tập luyện được một cách rất là chăm chỉ và bền bỉ. Từ xưa tới giờ, ở tất cả những đối tác mà mình đã làm việc chung rồi đồng nghiệp, thì khi hỏi về mình thì rất nhiều người dùng cái tính từ là lì để chỉ về mình. Bởi vì đối với mình thì bản thân mình có một cái tính cũng hơi háo thắng một chút xíu. Tức là mình không chấp nhận mình là người bỏ cuộc. Mình không chấp nhận mình là một người thua cuộc khi mà mình chưa cố gắng hết sức mình. Cho nên là trong công việc thì mình cũng sẽ luôn, cái tính đó nó theo mình luôn cả trong công việc lẫn trong cái việc luyện tập thể dục thể thao. Và cái việc là mình trong công việc của mình thì thể hiện rất là rõ trong việc là công việc dù khó đến đâu thì mình vẫn kiên trì, mình làm cho bằng được.
kiến thức chưa đủ thì mình học cho bằng được để mình phải làm được công việc đó. Và khi mà chưa thực sự thất bại thì mình không bao giờ mình đổ hàng. Cho dù là sếp hay là đồng nghiệp, nhân viên cấp dưới và bất kể vị trí nào trong công ty, trong khả năng của chị Mai mà chị có thể giúp được mọi người, chị có thể cố gắng để chị có thể mà giúp được người đó vượt qua được khó khăn của họ. Môi trường bên đây là môi trường mời sale và các bạn đôi lúc là các bạn gặp áp lực khá nhiều về những con số. Nhưng mỗi lần chị Mai mà xuất hiện ở trong văn phòng, chị luôn nở một nụ cười rất là tươi. Vì thế nên là cũng giúp cho những người xung quanh chị khi nhìn thấy chị là cũng giảm một phần căng thẳng. Ở Navigos Group thì hoặc là những bất kỳ đâu sai lầm cũng là chuyện dễ diễn ra thôi. Và chúng tôi cũng có những cái sai lầm nhất định. Nhưng mà khi tìm đến chị Mai cũng giải pháp thì chị ấy luôn là người cho chúng tôi những lời khuyên rất bổ ích. Không hề chỉ trích hay là phê phán ai cả. Điều mà tôi vẫn luôn mà mong muốn để truyền tải đối với lại các bạn ở trong cái gọi là nhân tài Việt Nam, về phía bản thân mình hãy hoàn thành trước tốt cái nhiệm vụ của mình và thật sự đóng góp giá trị cho doanh nghiệp của mình, rồi sau đó hãy nghĩ đến việc là doanh nghiệp làm điều gì cho mình. Chúng ta phải chuẩn bị sẵn cái tư thế để tiếp nhận cũng như rèn luyện những cái kỹ năng giúp cho chúng ta ở bất cứ vị trí nào chúng ta cũng có thể là hoàn thành nhiệm vụ một cách xuất sắc nhất. Có lẽ là chính cái thái độ đó nó cũng giúp tôi rất là nhiều trong tất cả các công việc của tôi và giúp cho tôi đạt đến được cái vị trí làm việc của ngày hôm nay. Triết lý điều hành của tôi ở tại Navigos Search là tất cả mọi người đều là chủ của doanh nghiệp. Tất cả các bạn nhân viên, các bạn chuyên viên tư vấn, chính các bạn là chủ của Navigos Search và tôi tôn trọng các bạn, cũng như là luôn sẵn sàng song hành cùng với các bạn để mà các bạn vượt qua những cái khó khăn. Đồng thời, đối với những người mà có những cái thành tích tốt thì tôi sẽ luôn luôn sẵn sàng ghi nhận và tạo điều kiện để các bạn còn phát triển xa hơn nữa. Người lãnh đạo hay là bản thân trong ngành nhân sự thì không nhất thiết, theo tôi nghĩ, không nhất thiết là phải giữ. Các bạn nên hiền để những nhân viên khác có thể là mở lòng và làm việc một cách thân cận với mình. Bởi vì chỉ thông qua cái việc là để cho nhân viên có thể là thoải mái mở lòng với mình á, thì mình mới có cơ hội để biết được là những tâm tư nguyện vọng của họ là gì, những khó khăn của họ nằm ở đâu và làm cách nào để mình giúp cho họ thành công hơn được trong công việc của họ. Tuy nhiên, chúng ta phải có sự kiên quyết và có sự quyết đoán. Thì ở đây tôi không muốn dùng cái chữ giữ, mà chúng ta phải có cái sự nghiêm khắc, đúng lúc, đúng nơi và đúng sự việc. Và để làm sao để cân bằng giữa cái việc là làm một người hiền hòa nhưng đồng thời cũng phải là một người có cái kỷ luật nghiêm ngặt á, thì ở đây cái tính khách quan cũng như là cái sự công bằng nó là một cái yếu tố mà hay là một cái tố chất mà một người làm nhân sự hay là một người làm lãnh đạo luôn luôn phải chú tâm rèn luyện và phải có. Đây là cuốn sách hãy đưa sức mạnh của bạn vào trong công việc. Thì có một cái câu chuyện rất là hay về cái cuốn sách này mà tôi vẫn luôn luôn tâm đắc. Đó là cái việc chúng ta hay có cái quan niệm để mà mình có thể là một người làm việc tốt, làm việc thành công, thì điều quan trọng nhất là mình phải tập trung vào để làm sao cải thiện những điểm yếu của mình. Tuy nhiên, khi mà tôi làm theo cuốn sách này thì tôi thấy là nó có một cái triết lý hơi ngược lại một chút. Có nghĩa là để làm việc được thành công á, thì bạn phải làm sao dành nguồn lực, dành thời gian của bạn để mài dũa phát triển và sử dụng tối đa những điểm mạnh của mình trước. Còn với những điểm yếu thì bản thân trong cuốn sách này cũng có đưa ra những cái gợi ý về những cái phương pháp làm thế nào để chúng ta kiểm soát được những điểm yếu của mình. Bởi vì nói gì thì nói, cái sức mạnh của doanh nghiệp nó cũng giống như là một sức mạnh của một cái sợi dây xích ấy. Và sức mạnh của doanh nghiệp nó sẽ được đo lường bằng cái độ mạnh, độ kiên cường của cái mắt xích yếu nhất. Như vậy thì cái việc là chúng ta làm thế nào để mà cải thiện được những điểm yếu, nó vẫn là một
việc làm rất cần thiết đối với mỗi con người và mỗi một tổ chức. Tuy nhiên, như tôi nói lúc nãy, tôi rất tâm đắc về cái việc là chúng ta nên dành ưu tiên thời gian để phát huy tối đa những điểm mạnh của mình, và đó mới là chìa khóa thành công.